về trang chủ. Euro 2024. Việt Nam. Ngoại hạng Anh. Các giải khác. Nhân vật. Hậu trường. Võ thuật. Vĩ ngôi vô địch Le Bang Cup 2024. Thành lập ngày 8 tháng 9 năm 2024 12 giờ. Báo lỗi cho Soha. Lãnh đạo VFF xác nhận hủy ngôi vô địch giải Le Bang Cup 2024, khẳng định trận Việt Nam đấu Thái Lan vẫn có tính chất quan trọng. Chiều ngày 7 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, cho biết trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan buộc phải hủy vì ảnh hưởng của siêu bão Yagi. Giải đấu chỉ còn một cặp đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, theo đó, ban tổ chức báo hủy ngôi vô địch và cơ cấu lại giải thưởng cho ba đội tham dự là Việt Nam, Thái Lan và Nga. Chia sẻ với phóng viên VTC News, Tổng thư ký VFF, ông Dương Nghiệp Khôi, cho biết hai đội Nga và Thái Lan đã làm việc, thống nhất hủy trận đấu tối qua vì lý do bất khả kháng. Do giải đấu chỉ có hai trận mà có ba đội tham dự nên không thể phân định đội vô địch. Le Bang Cup 2024 là giải đấu giao hữu quốc tế do Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, tổ chức, với sự tham gia của ba đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Nga. Ba đội đá vòng tròn, mỗi đội hai trận để tìm chủ nhân ba giải thưởng hạng nhất, nhì và ba. Tiêu chí xếp hạng các đội lần lượt là điểm, hiệu số bàn thắng bàn thua và số bàn thắng. Do Việt Nam thi đấu hai trận, Nga và Thái Lan chỉ đấu một trận, ban tổ chức đã quyết định hủy kết quả vô địch của giải Le Bang Cup 2024. Cơ cấu giải thưởng từ đó sẽ có sự điều chỉnh. Dù đã hết cơ hội vô địch, ông Dương Nghiệp Khôi cho biết trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vẫn có tính chất quan trọng. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang-sip đối đầu với đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, chạm trán Thái Lan ngay trước thềm AFF Cup. Nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ rút ra những điều chỉnh, sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho tuyển Việt Nam. Ngoài ra, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA nếu diễn ra theo đúng kế hoạch. Đội tuyển Việt Nam vừa bị trừ 2,14 điểm sau trận thua trước Nga, còn tuyển Thái Lan vẫn giữ nguyên điểm số do trận của họ bị hủy. Nếu giành thắng lợi trước người Thái, tuyển Việt Nam chắc chắn được cộng điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.